Thưa quý vị và các bạn, ngay từ những ngày đầu năm học mới, ngoài những lo lắng về các vấn đề trong học tập của phụ huynh học sinh, thì một nỗi lo luôn canh cánh trong lòng, đó là vấn đề an toàn giao thông cho các em học sinh tại khu vực các cổng trường học. Ghi nhận tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 17 giờ chiều tại khu vực cổng trường tiểu học Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Hàng trăm em học sinh cùng phụ huynh đã phải rất vất vả để thoát ra khỏi đám đông kín đặc người và xe. Với việc tổ chức giao thông không có biển báo trường học, khu dân cư trên đường Tứ Hiệp như thế này, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn giao thông cho các em học sinh. Phải có cái cảnh giới, nói chung là về tốc độ cho chậm lại. Hai nữa là nếu mà tốt nhất là nếu mà có cái đường nào mà xe tải đi riêng ra được thì tốt. Quá nguy hiểm luôn rồi. Các cháu thì có đứa nó chả biết gì, nó cứ chạy vù qua ấy. Xe đầu xe nó cứ chạy vù ra, đi xe đạp xem bộ nó cứ chạy vù qua thôi. Xe tải cứ chạy, cứ xe ngược chiều hai bên này cứ nguy hiểm lắm. Thì là hôm qua ra dắt cháu đây không ra được ấy. Nguy cơ gây tai nạn giao thông còn đến từ những chiếc xe tải cỡ lớn như thế này khi đi qua khu vực trường học liên tục bấm còi hơi khiến các em học sinh sợ hãi. Theo phản ánh của người dân, đây là con đường cấm xe tải trọng trên 10 tấn đi qua. Thế nhưng không hiểu vì sao xe vẫn chạy. Chúng tôi cũng rất muốn là trong thời gian tới nếu bố trí được lực lượng cảnh sát giao thông đến để phân luồng cũng như là có những biện pháp nhắc nhở các phương tiện thì để giảm tải bớt cái lượng lưu lượng xe để đảm bảo an toàn cho phụ huynh cũng như là học sinh. Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong vòng 1 giờ từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút tại khu vực trước cổng trường tiểu học Tứ Hiệp đã xuất hiện hàng chục chiếc xe có dấu hiệu chở quá tải và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho phụ huynh và các em học sinh. Đừng để nhà trường tự bơi, mà chính quyền địa phương và đặc biệt đây là cái cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn địa phương là phải vào cuộc. Bởi vì họ chính là những cái đơn vị mà có chuyên môn, thì làm sao là các bên phải ngồi cùng với nhau để làm sao xây dựng với từng cái khu vực, với từng trường học, là xây dựng một cái phương án tổ chức giao thông đưa đón trẻ em làm sao cho nó phù hợp với cái điều kiện của từng trường. Tình trạng mất an toàn trường học không phải bây giờ mới diễn ra. Nếu không có biện pháp cứng rắn để xử lý, những hiểm họa vẫn bủa vây các em học sinh và có thể để lại những hậu quả nặng nề.